Cảm ơn quý vị đã không rời máy, và bây giờ trở lại với phần 2. Trong cái ngày lễ, ban nãy mình đã nói đến Tết Đoan Ngọ, mình còn có một ngày lễ nữa mà đối với người Mỹ họ rất là trân trọng. Đối với tất cả các chiến sĩ vị quốc vong thân tranh đấu cho nền tự do hòa bình, thì ở nước Mỹ họ dành vào cái ngày thứ hai sau cùng của tháng 5, họ gọi là ngày Memorial Day, vừa để vinh danh và vừa để tưởng nhớ tất cả những người đã nằm xuống vì sự bảo vệ cho tự do và độc lập của đất nước. Đối chiếu với Việt Nam, văn hóa Việt Nam mình, theo Thanh Giang được biết là cũng có cái ngày gọi là Thanh Minh, Tết Thanh Minh, có cái tục tảo mộ cũng để nhớ đến người xưa, mà cái ngày lễ Thanh Minh này lại rơi vào ngày 3 tháng 3 âm lịch, chắc chắn không phải là cái ngày hàn thực như giáo sư Trần Ngọc Dụng vừa mới đề cập đến ban nãy. Thì thưa giáo sư, về cái lễ Thanh Minh đó, giáo sư có biết nó khởi nguồn đi từ lúc nào và tại sao mình có không ạ? Thưa quý vị, cảm ơn cô Thanh Giang, thưa cô Lan Phương, thưa quý vị khán giả. Thì quý vị thấy đa số chúng ta đều học truyện Kiều, quý vị thấy Thanh Minh trong tiết tháng 3, hội là tảo mộ, chỉ đâu? Lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh gì đó. Thì thưa cái ngày này là cái ngày mà gọi là để mừng cái mùa xuân thì đúng hơn. Chứ còn mà nếu mà thật sự mình đi làm tất cả những cái vấn đề mà mồ mả ông cha thì mình đã làm ngày tháng chạp rồi. Tháng chạp là do cái chữ tháng, chữ chạp đó là chạp mã đó. Chạp mã tức là như tôi là tôi rất rành cái vụ này, tại vì đến gần Tết khoảng chừng ngày 10 tháng chạp, trước khi mà đón ông Táo rồi các thứ là phải đi ra nghĩa địa, dọn dẹp tất cả những cái gì ở ngoài nghĩa địa. Là quý vị biết cái này nó hơi kém văn hóa chút xíu, nhưng mà thưa quý vị biết nghĩa địa là cái chỗ nào không? Nhà mình hồi xưa dân nhà quê không có cờ tiêu, tất cả đều đi ra nghĩa địa để cái chỗ mà bút trút cái bầu tâm sự. Thành ra là vậy mà Thanh Giang cứ nghĩ nha, bây giờ mình phân tích nghĩa địa, địa là đất phải không ạ? Còn nghĩa là cái đất mà để mà mình ra đó mình bày tỏ cái tấm lòng của mình với lại người đã khuất. Cái nghĩa hả? Dạ, chào. Thì quý vị biết là cái tháng chạp đó là mình ra mình dạy tất cả những mồ mả mà mình nhìn thấy. Trước hết là mồ mả ông cha bà con trong gia đình cái đó nè. Sau đó những cái mồ vô chủ mình cũng làm luôn, làm sạch hết. Rồi mình đốt hương, mình cũng đốt hương cho những cái mồ vô chủ đó luôn. Và mình xây đắp nấm nó lên chỗ cao lại. Thường thường quý vị ở nghĩa địa ở Việt Nam mình trâu bò nó hay đi dữ lắm. Nên chi nó đạp lên, nó bè ra, gần như nó mất đi. Thì như mà mình thấy được cái đó thì mình cái nấm đó mình phải ấy lên cao. Cái đó là tháng, vì vậy cho nên cái ý nghĩa của tháng chạp mà bây giờ lịch nó đổi thành tháng 12, cái đó là hoàn toàn sự là sai đó. Phải đề là tháng chạp. Thì cái tháng cái tục lệ của người Việt Nam mình là lo về mùa mã là cái tháng chạp, rồi sau mới đến cúng ông táo, sau khi cúng ông táo rồi mới lo đến chuyện trang hoàng nhà cửa đang là Tết. Thì cái thứ tự của mình bây giờ qua đến lễ Thanh Minh là cái lễ để mình đi ra mình thăm viếng, mình đốt hương, rồi mình tặng hoa, mình làm cái là coi như là mình thêm cái ý nghĩa, và có vẻ như thế văn hóa nó nâng nó lên cao thêm một bậc nữa, chứ không phải là mình ra để mình sẽ giải mã đắp mộ giống như cái hồi tháng chạp nữa. Thì cái tháng nó thì quý vị biết, mọi người đã biết trong truyền kia đã nói rồi, cái này nó khác với cái ngày 3 tháng 3 là cái ngày mà của giới tử thôi á. Giới tử thôi quý vị biết rồi chứ, trong lịch sử của bên Tàu, cái giới tử thôi là một trong những người rất là hăng hái để mà phò Tống Văn Công để lấy lại cái ngôi vị của mình. Rồi đến khi mà ông ta được cái ngôi vị xong rồi, ông tưởng thưởng cho tất cả những cái người bộ hạ đi theo sau đó, để quên mất cái giới tử thôi đi, quên mất, không để ý giới tử thôi. Giới tử thôi cũng không ông oán hận gì, nhưng mà chỉ lấy làm nghĩa là thân phận, biết cái thân biết phận mình nên gì, nhưng mà đi vô trong, đưa mẹ vô trong rừng để mà ở, để mà gọi là tránh cái cuộc đời đi.
Thì đến khi sực tỉnh ra, Tấn Văn Công sực tỉnh ra mới nhớ lại, ô tại sao mình thưởng cho tất cả người khác mà là quên Giới Tử Thôi, mà đi, cho người đi tìm. Thì đến khi biết là Giới Tử Thôi ở trong rừng đó, mời bao nhiêu lần ông ta không ra, thì Tấn Văn Công mới nghĩ rằng sẽ phải đốt cái rừng, thì ông mới sợ quá, ông mới cõng mày chạy ra, hay về, hai mẹ con cùng chết trong đó. Thì cái ngày đó, người ta đặt làm hai vấn đề, một hoặc là ngày 3 tháng 3, hoặc là ngày 5 tháng 3. Nên chi bây giờ quý vị thấy để kỵ cái giới cái người mà cái ngày đó kỵ lửa, bởi vì không muốn nhắc lại để dùng lửa để mà làm đau khổ ông Giới Tử Thôi, nên chị họ mới nói cho nên Tết hạn thực. Thành họ định đó là ngày 3 tháng 3 vì lý do đó. Thành tôi không biết là Việt Nam bây giờ họ cố gắng họ du nhập mấy cái đó vô để mà nó bắt cho dân mình phải đi theo một cái lễ nữa, thì tôi không biết có thật hay không. Vậy thì rất là đáng tiếc. Nhưng mà thôi bây giờ mình lại trở lại với lại cái tiết thanh minh, cái lễ của mình. Cô Lan Phương, cái ngày đó thì trong gia đình mình có cúng kiến ở nhà như thế nào, hay là đi ra ngoài mộ làm những cái gì đặc biệt không thưa cô? Vâng, cũng như ngày xưa đó thì lúc là Lan Phương còn bé thì cũng theo những cái phong tục của Việt Nam, đi theo bà nội, đi ra tảo mộ, dọn dẹp sạch hết những cái ngôi mộ. Rồi cái chỗ nào mà nó bị làm hang như là chuột làm hang hay gì mình đắp đất thêm, rồi thêm hoa, rồi cũng cúng kiến, rồi cũng lại những rồi cũng cắm hoa nhang trong những cái ngôi mộ chung quanh. Theo đó là cái ký ức của Lan Phương ngày từ bé, rồi bà nội còn để lại những cái kỷ niệm đó. Thì nói là cái thanh minh thì rất là coi như là cũng là một cái ngày lễ là con cháu tỏ lòng hiếu thảo đối với những người đã khuất, phải không thầy? Nói lên cái công ơn của tỏ lòng biết ơn của mình đối với những người đã khuất cũng như ông bà. Có nghĩa là theo văn hóa Việt Nam thì Thanh Giang thấy mình rất là tôn trọng, ngoài cái vấn đề tâm linh tôn giáo thì còn có cái lễ gọi là lễ ông bà, thờ ông bà. Cho nên là ngày giỗ, ngày kỷ mình cũng làm, mà lại làm đúng ngày âm lịch chứ không có làm ngày dương lịch. Rồi đến có ngày tảo mộ, đến cuối năm tháng chạp thì có những cái việc làm như giáo sư Trần Ngọc Dũng đã chia sẻ. Thì theo ý kiến của cô Lan Phương, mình có nên tiếp tục giữ cái việc làm của cái ngày lễ thanh minh ở ngoài nước Việt Nam hay không ạ? Vâng, cái đó cũng là một câu hỏi mà Lan Phương cũng đang tự hỏi, là mình không biết cái thế hệ sau này các em các cháu nó có theo cái tục lệ của người Việt Nam là giữ luôn cái ngày lễ thanh minh như vậy. Thì coi như nếu mà theo như cái phong tục ngày xưa thì cái ngày này cũng là một cái ngày quan trọng, tại vì coi như, theo thầy Dũng nói là mình đã dọn sạch hết tất cả cái ngày tháng chạp, ngày Tết, và cái ngày này lại có thêm một cái ngày này cũng là ngày thanh minh, thì coi như là bắt đầu mùa xuân, phải không thầy? Mùa xuân. Thì thường thì mùa xuân thì là du xuân. Trong cái tác phẩm Kiều của Nguyễn Du thì cũng Kim Trọng cũng gặp bà Thúy Kiều trong cái ngày này, du xuân tảo mộ. Thì coi như thanh minh trong tiết tháng 3. Lễ là tảo mộ, hội là đạp thành. Thì các cô súng xiến áo quần, dập dìu tài tử giai nhân, ngựa xe như nước, áo quần như nêm, thì coi như là cái ngày này là ngày du xuân. Thì mình giữ cũng là một cái hay, nhưng mà không biết làm sao mà để cho các em biết, để mà các em duy trì cái ngày này. Thưa giáo sư thì giáo sư nghĩ thế nào? Thưa giờ chúng ta cũng không có thể nào mà gọi là áp đặt cái gì hết, mà cũng tôi cũng không dám nghĩ nhiều nữa. Bởi vì thưa quý vị biết là nếu mà quý vị ngồi quý vị đặt lại thì ngày xưa đám cưới đám hỏi là phải qua 6 lễ, đúng không? Nó bây giờ nó còn lại có 2 lễ, mà có nhiều gia đình cũng rút gọn còn 1 lễ.
đám hỏi và đám cưới làm liền làm luôn ngày, buổi sáng đám hỏi, buổi chiều đám cưới luôn. Yeah. Thì giờ làm sao? Vì vậy cho nên nó tùy theo, nhưng mà vấn đề chính là gì? Vấn đề chính là các em làm sao để cho các em nhìn thấy được cái mấu chốt của nó là phải biết cái công ơn cha mẹ. Và bây giờ thì họ thường thường thứ bảy chủ nhật họ rảnh thì họ có thể ra họ thăm hàng tuần chứ không phải là hàng mỗi năm một lần. Hay mình làm cái lễ nó mang cái tính chất chính thống. Còn nếu không bây giờ thì quý vị thấy cái mà mình cần nói là mỗi năm phải cúng bố mẹ hay là những người thân đã khuất vào cái ngày âm lịch và trước đó một ngày. Cúng trước cái ngày mất chứ không phải trúng ngay vào ngày mất. Thì lúc đó là cái cần phải duy trì. Cái điểm nữa là nó có thể không cần phải cái tiết thanh minh, nhưng mà mỗi tuần hoặc là mỗi tháng các em ra mộ thăm tặng hoa, cái đó còn quý hơn là đỡ một năm, là phải không? Thành ra tùy theo cái khuynh hướng, cũng giống như tùy theo cái nếp sống xã hội và cái truyền thống gia đình nữa. Thì hy vọng rằng cha mẹ, những người lớn tuổi để lại cho con cháu, nhắn nhủ với con cháu cần phải nêu cái tinh thần gọi là biết trọng cái ơn nghĩa của sinh thành của những người cấp của tiền nhân hay là của người đi trước ấy, thì chúng ta bày tỏ bằng cái cách đó. Cảm ơn giáo sư Trần Ngọc Dụng và cảm ơn cô Lan Phương đã chia sẻ cái sự suy nghĩ cũng như hiểu biết của mình. Hy vọng rằng tất cả các cháu, các em, thế hệ tiếp nối xem và nghe được cái tấm lòng của những người đi trước là vẫn làm sao đó mình duy trì được văn hóa Việt Nam mà không để quá ảnh hưởng đến cái đời sống của mình. Kính thưa quý vị, tiếc là hôm nay đang nói chuyện vui vẻ thế này mà đã hết giờ. Thì Thanh Giang một lần nữa cảm ơn giáo sư Trần Ngọc Dụng và cô Lan Phương đã đến đây để chia sẻ với tất cả quý vị khán giả và các em thế hệ tiếp nối về cái văn hóa đối chiếu của nước người và nước ta. Xin kính chào giáo sư và cô Lan Phương, gửi lời chào đến quý vị khán giả. Kính chào quý vị khán giả đã dành thời giờ theo dõi chương trình của chúng tôi. Xin hẹn gặp lại lần sau. Xin kính chào quý vị khán giả. Xin hẹn gặp lại quý vị. Chớ quên Việt Nam hai tiếng thiêng liêng, đời đời con cháu dòng tiếng.